Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực xã hội để triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2023, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai công tác vận động trên 68,3 tỷ đồng nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho trên 3.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Với định mức mỗi hộ được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng nhằm triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo, trong đó các sở ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị vận động khoảng 12 tỷ đồng hỗ trợ cho 600 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Vận động trên 56 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa thông qua hệ thống mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc và quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ cho trên 2.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Được biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt địa phương đã tích cực triển khai các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ giảm nghèo một cách thiết thực hiệu quả tập trung đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, gắn với công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các đối tượng thụ hưởng, qua đó khơi dậy tinh thần, ý thức vươn lên thoát nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn trên 5,34%, tương ứng trên 18.200 hộ, trong đó có trên 6.600 hộ nghèo, trên 11.600 hộ cận nghèo. Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu giảm từ 1 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5 đến 3% kế hoạch.